Chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một cái plugin có thể mà chuyển đổi cái hình ảnh từ dạng web B sang dạng JPG hoặc là PNG. Thì khi mà các bạn sử dụng nước web á, thì các bạn cần tìm một cái hình ảnh, ví dụ như cái hình này chẳng hạn. Thì khi mà mình tải về á, thì nó sẽ ra một cái định dạng là tệp web B như thế này. Thì các bạn lưu lại. Sau đó thì mình sử dụng của nó, thì một số cái phần mềm khác không có thể dùng được cái hình này, chẳng hạn như là khi bạn add vào Camtasia hoặc là vào Roseau thì nó sẽ không có dùng được định dạng này, nó không có hỗ trợ. Thì làm sao để chuyển cái hình ảnh cái web B này á, thì sang cái định dạng JPG hoặc là PNG thì để mình sử dụng được. Ở đây mình sẽ thử sử dụng với Photoshop nha. Như các bạn thấy là thêm vào Photoshop thì cũng không có được luôn, nó bị lỗi. Thì bây giờ mình sẽ chuyển đổi cái hình này sang JPG. Thì cái cách đầu tiên ấy, thì các bạn sẽ mở nó với dạng Ben, mở nó với Ben. Ở đây Ben. Thì sau đó thì các bạn sẽ lưu lại với cái định dạng JPG thôi. JPEG đó. Thì đây mình lưu lại đây luôn. Rồi chọn OK, rồi tắt nó đi. Ở đây là cái file mới mình lưu nè, thì mình thêm nó vào Photoshop. Rồi OK rồi nha. Rồi tắt đi. Cái cách này thì nó khá là đơn giản, nhưng mà với nhiều file thì mình mất công mình chuyển đổi như vậy. Cái cách thứ hai mình giới thiệu đến các bạn là các bạn sử dụng một cái plugin. Thì đầu tiên mình vào Google và mình gõ cái plugin là lưu hình ảnh dưới dạng JPG, PNG, WebP nè. Ở đây thì có cái plugin này, bấm vào đây và cài đặt cái plugin này, có cái hình này nha, thì 700.000 người dùng nè. Rồi thêm vào Chrome, rồi đã thêm xong rồi. Thì bây giờ thì mỗi lúc mà cần sẽ tải hình ảnh á, thì sử dụng hình ảnh á, thì các bạn phải chuột vào và chọn cái dòng này, nó sẽ xuất hiện nha. Chọn cái dòng này và lưu lại thôi. Lưu lại thì nó mặc định là nó sẽ lưu vô hư mục download. Thì các bạn đặt tên 11111 chẳng hạn. Rồi sau đó thì mình được cái hình này. Rồi bây giờ mình thêm nó vô Photoshop. Rồi, bình thường rồi nha. Đó là hai cách mình hay sử dụng. Thì hy vọng video sẽ hữu ích cho bạn. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Mến chào.